Ok, chúng tôi sẽ dẫn bạn tham gia chương trình, tham gia một dự án trình này góp nhận tốc cần có ký hiệu là OLO. Để tham gia dự án, các bạn cần mở Telegram ra để chat chatbot, link phần link mô tả, mình bấm nút ta chat chatbot. Rồi các bạn bấm vào Continue. Rồi các bạn nước captcha này quá dày luôn ta, VKVUB. V K V U B gỡ. Rồi đầu tiên các bạn join vào kênh Trump rồi click submit the sun, join hai kênh, một kênh channel và một kênh group nữa các bạn. Rồi các bạn join vào nè. Rồi các bạn thoát ra, các bạn join vào kênh channel thứ hai của nó. Rồi join vào hai kênh. Máy lót hơi chậm nha các bạn, thông cảm nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra. Rồi nó kêu mình click submit the sun. Rồi bấm vào click submit the sun, rồi ghi cái username Telegram của mình vào a cộng. Các bạn vào setting, vào Telegram setting mình copy username các bạn, a cộng anh 032 99 31 577 032 99 31 577 các bạn nó gỡ. Rồi các bạn bắt địa chỉ với nhà người C20 quá liệt vào các bạn. Hy vọng mấy con này đừng có sợ cam sợ quýt gì một cái nghe tiếng hát của mình nè. Rồi các bạn sao chép các bạn. Rồi các bạn bắt vào các bạn kiểm tra đầu dí nha. Rồi các bạn bấm vào balance để coi mình nhận tốc căng chứ các bạn. Rồi mình đã nhận được 5.000 tốc căng. Con này sao mà nó không có nhiệm vụ quýt gì ta. Kiểm tra các bạn. Rồi các bạn bấm ballot thì không có gì hết. Menu. Rồi video này kết thúc nha các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn đây là comment bên dưới, mình sẽ dẫn các bạn. Các bạn. Vì chào tạm biệt tất cả các bạn. Con này nhiệm vụ khá là đơn giản. Lên dép chứ. Link ghép của mình nha các bạn, lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn.